Bật mí cách khám phá Nhật Bản cực chất, đúng kiểu thổ địa Nhật Bản, phần 2. 4. Xin quẻ Omikuji, thử xem số hên hay xui. Đi chùa Nhật mà không xin quẻ Omikuji thì coi như phí cả chuyến đi đấy. Với chỉ 100 đến 200 yên, bạn có thể rút ngay một quẻ bói, biết đâu được tiên đoán vận mệnh năm nay. Hên thì vui, xui thì cũng vui. 5. Đi Metro Nhật, vào mê cung mà không sợ lạc. Nhật Bản có hệ thống metro đỉnh như mê cung trong mấy game phiêu lưu ấy. Nhưng đừng lo, chỉ cần nắm vững tấm bản đồ metro và chọn vé đúng loại là bạn không lạc đâu. Hãy thử một lần trải nghiệm cảm giác đi tàu như dân địa phương, vừa tiện vừa vui, mà còn hiểu thêm về nhịp sống vội vã của Tokyo. 6. Thưởng thức ẩm thực đường phố, đậm đà hương vị Nhật. Bạn có biết không, khi đi du lịch Nhật Bản, ăn uống không chỉ là chuyện thưởng thức, mà còn là một cuộc phiêu lưu, nhất là khi đất nước này nổi tiếng về ẩm thực. Bạn thử ghé mấy quán ăn đường phố xem, ăn uống như người Nhật chính gốc luôn. Còn nhiều điều thú vị đang chờ ở phần sau, đừng quên theo dõi mình check-in để không bỏ lỡ nhé!